xin chào anh em đang xem video của Bốc Copy Channel. Thấy quá mình một xíu thì shop mình tại số 936 Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nhận ship tỉnh với các hóa đơn trên 500k phạm vi toàn quốc, và các hóa đơn ở khu vực Phương Trang miền Tây ship từ hóa đơn từ 200k trở lên, hoặc là Phương Trang ở khu vực Nha Trang, Phan Thiết gì đó. Nói chung là anh em nhận được xe Phương Trang ở các khu vực lân cận thì mình sẽ nhận ship từ hóa đơn 200k trở lên thôi. Rồi, cái thứ hai đó là bên mình nhận ship thì bên mình sẽ bảo hành hoàn toàn cho anh em 100%, có trục trặc gì anh em liên hệ lại giúp mình. Thứ hai là khi anh em còn một cách mua hàng nữa mình nữa, khi mua hàng chuyển khoản trước thì anh em được bảo hành, còn khi mua hàng trên Shopee anh em sẽ không được bảo hành hoàn toàn, nhưng mà bên mình sẽ hỗ trợ đóng hàng cách tốt nhất, an toàn nhất, và sẽ hỗ trợ lại phần nào đó nếu có trục trặc cho đơn hàng phía sau. Tại vì đây là hàng cá cảnh nên không có gì đảm bảo 100% cho anh em là sẽ sống khỏe, sống tốt trong quá trình vận chuyển. Đây là mình nói thật lòng luôn. Nếu như anh em là mua cá rồi thì sẽ biết trong quá trình vận chuyển đi thì nó sẽ có nhiều trục trặc nó xảy ra. Thì mình là người bán nên là mình phải đứng ra mình chịu những cái đó. Nhưng mà những hàng trên Shopee thì nhiều lý do khác nhau, mình không bảo hành cho anh em 100% được, nên mình sẽ hỗ trợ phần nào đó là cho anh em. Thì nói rõ nó như vậy trước dễ biết. Còn nếu như anh em nào muốn mua hàng trên Shopee mà chưa biết thì có thể tham khảo cái đường link ở phía dưới. Các sản phẩm mình để tên là cám, nhưng khi anh em mua vào sẽ có những cái mục chọn, tên của những con cá sẽ hiện ra trong những mục đó để anh em chọn đó. Nó là như vậy. Còn các loại cá thì mình có đăng cái tên để tương ứng với lại các loại cám trên Shopee. Thì hiện tại thì sẽ có chương trình dành cho anh em trên Shopee, thì tí mình sẽ nói sau trong video này, anh em có thể tham khảo và làm theo để nhận được một số phần quà ở đợt này. Rồi vậy nha. Ôi ôi, chuyên nghiệp phải không? Thôi hàng mới rồi. Full con đó, full con hàng tươi, hàng đẹp, full vẫy nha anh em. Mình gọi phun vẩy, tí rồi mình quay cho anh em cận thì xem sẽ đẹp hơn. Cái kia là Lutasani, Lutasani bổn đẹp. Lutasani cái bổn này thì vây nó sẽ ok hơn so với hàng thường. Bạn nào thấy không? Bụng vây và bụng đuôi nó sẽ rất là ok nè, trên thân của lớp bạc. Đó, vây tròn đẹp nha. Hàng này là 80k một cặp, anh em bắt 2 cặp 250 nha. Rồi anh em ơi, hàng khủng, hàng VIP mới về luôn. Ờ, trước mặt anh em có biết là dòng gì hay không ạ? À? Anh em đoán thử xem ạ. Rồi anh em để ý cái cuốn đuôi giúp mình nha. Cuốn đuôi giúp mình. À. Rồi anh em có thể nhiều anh em đoán là đúng không ạ? Đây chính là dòng Gontusedo Lastali. Ai biết? Đây là dòng Gontusedo Ribbon Shark Fin tay bơ bướm. Đó, rất là đẹp nha anh em, bộ này thực sự rất là hiếm luôn. Rồi tất nhiên hàng đẹp thì đi đôi với giá trị đẹp rồi. À, đây là máy, em thấy máy không? Vây rất là dữ luôn. Sạch bẻ hết trơn rồi. Đó, tay bơi dài thon lon, vây rủ rượi. Đây, coi máy đã rồi, nhìn coi trống đã đứng hình luôn nè. Wow, con chú Shadow. Đó, hàng cá cực tuyển nha anh em. Và hàng này sẽ ra giá 500k một cặp, anh em mua trong tuần này mình sẽ tặng thêm một máy thường cho anh em. Tất cả đây là nguồn gen ribbon sapphire hết.
Đó, thấy không? Máy bông sapphire vây dài hết, tay bao bướm hết. Nhắc lại nha anh em, mua trong tuần này cứ một cặp mình tặng thêm một máy thường, một máy gen ribbon size cũng tương đối to. Máy này là ôm trứng bầu căng hết rồi. Đó. Đây. Trời ơi. Trời ơi, nó đã nha anh em. Ôi. Mãi máy rồi, giờ tháo máy rồi nè, coi máy ra không, quá giật ra nè, quá xấu quá đã luôn. 500k một cặp nha anh em. Máy kề bầu căng đét. Trời ơi đã nha. Gần nhất bịch này thôi. Rồi tiếp theo đây mình có là rồng đỏ Gen Ribbon Bitdosa. Từ từ thôi nha. Đây mở về. Đó. Đây nè, trời ơi vây rất là đã luôn. Đó. 80k một cặp anh em ơi. Rồng đỏ Bitdosa nha. Có Gen Ribbon luôn. Đó, máy hay chống đều vây rất là dữ dàng luôn. 80k một cặp, và hàng này mình sẽ đăng trên Shopee luôn nha anh em. Đăng hàng này trên Shopee luôn với qua combo VIP nha anh em. Qua phần rồng đỏ VIP. Combo Puppy VIP, rồng đỏ Bitdosa. Nè em để ý mấy con máy nha, vây rất là tốt luôn. Chống thì khỏi bàn rồi, chống quay quá dữ. Đó, 80k một cặp cho anh em mà trên Shopee có đăng bán một này luôn. Máy rất là đã. Rồi tiếp theo đây nữa là mình về full red Bitdosa hàng Tuyến. Đây hàng đẹp cực kỳ luôn anh em ơi. Tí là cho anh em sale máy nữa là quá đã luôn. Full red Bitdosa đó. Quay đã anh em. Rồi hàng này là hàng 300k một cặp nha anh em. Vào ngày mai mình sẽ sale hàng này 50% cho anh em luôn. Ngày mai với lại chủ nhật anh em tranh thủ qua lựa nha. Sale 50 là còn bao nhiêu ạ? 150k cặp anh em ơi. Thả giùm anh mấy con máy lên đi. Thả thêm trống, một bịch trống. Đó, cá rất chất lượng nha. Đợt này xả hàng máy khá là bự, bầu bì luôn anh em. Đó, chỉ 150 một cặp thôi, và chỉ khuyến mãi 2 ngày cuối tuần thôi nha anh em, tranh thủ qua lựa nha. Máy này máy giống rồi, hàng Tuyển, máy bự vay đẹp. Đó, hàng máy là nhìn là biết chất lượng rồi, máy phơ ú ú rồi. Đó, máy size không quá to nhưng mà đã cơ bản ôm trứng mặn. Đó, vay máy đỏ đậm dựng chưa, quá đã. 150 một cặp, chỉ có 2 ngày nha, khuyến mãi 50% dòng con đế này. Ồ, nhiều máy quay này rất là đã nha anh em.
trống nè. Rồi trống này cũng lấy đuôi khủng vây gắt. Đó, một bầy duy nhất, một bầy. Trên Shopee sẽ đăng bên phần group VIP. Anh em có thể qua đó tham khảo giúp mình nếu anh em muốn mua hàng trên Shopee. Ồ, máy nhìn anh em nhìn máy là biết chất lượng cá liền luôn ạ. Thường những bộ máy, những bộ cá mà chơi về vây và đuôi á, là anh em nhìn con máy là biết cá chất lượng. Đây, đâu máy vây phải đứng dựng và có độ nếp, có vần vần vây nhất định. Thì đây là dòng cá là đáng để chơi, anh em thấy không? Đây máy nè, những con máy này là những máy rất là tiêu biểu. Không cần phải quá xòe xòa, không cần quá to, những cái phơm của nó cân đổi. Rồi hàng này là 300 giảm 150, khuyến mại mạnh. Rồi tiếp theo đây là cô đỏ Gene Ribbon. Đó, hàng này mình mai chơi lại chương trình khuyến mãi luôn nha. 300k một cặp, hai cặp 400. Hàng này trên Shopee mình có đăng, anh em vào phần group Bezena thì sẽ có nha, chọn phần có ribbon. Hàng này đỏ tươi rất là đẹp và có cả ribbon luôn. Đó, như cái này là trước mình cũng quay, mình cũng báo anh em đó, thì là đa số là vây sắc phiên, vây nhọn. Đó, tại đang hơi tối dùng đèn lát nên cái màu nó hơi khó nhìn, anh em thông cảm. Ôi, tiếp theo đây mình mới về Dumbo, là Dumbo Red Tide Gen Ribbon, là hàng này sẽ được là trong phần Guppy của chúng ta đợt này. Đó, Dumbo Red Tide. Đó, 100 cặp ở đây. Bơi rất đẹp luôn, máy đợt này khá lớn, đuôi đỏ đậm đẹp, thấy không? Đội này vẫn khuyến mãi tiếp cho ngày cuối tuần này, 100k 2 cặp. Anh em mua trên Shopee thì mình đặt hàng trên phần Dumbo Red Tide, mình sẽ sửa tên sản phẩm lại thì có thêm ngày tháng cho anh em dễ chọn. Thì clip này là ngày 28 tháng 2. Anh em ơi, đây chưa, rất là xanh. Cái bổn này để xanh hơn cái bổn mình đang khuyến mãi. Đó, hàng này sẽ đăng bên phần Shopee cho anh em lựa chọn trên Shopee luôn nha. Và mình xin nhắc lại, những hàng hóa trên Shopee bên mình hiện tại không có bảo hành vận chuyển, tuy nhiên sẽ hỗ trợ lại một phần nào đó nếu như cái đơn hàng sự cố xảy ra, cho đơn hàng sau cho anh em. Và bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết tháng 3 thì mình sẽ có một cái tri ân khách hàng, một event nho nhỏ dành cho anh em. Thì cứ mỗi phần đánh giá trong một đơn hàng của anh em á, thì trong phần đánh giá anh em mua copy, anh em chụp lại cái hũ cám giúp mình, comment hình ảnh hũ cám với nội dung sản phẩm là sản phẩm tốt hay gì đó, tùy anh em. Nói chung là chụp hũ cám và đánh giá cho sản phẩm. Mỗi 3 lần đánh giá vậy anh em sẽ được tặng thêm một cặp cá. Và đừng có chữ cá nào tồn tại trong comment hết. Mình xin nhắc lại nha anh em, cứ 3 phần comment, lộn, 3 phần đánh giá có hình ảnh, anh em chụp lại giúp mình 3 cái đánh giá đó của anh em, phải có hình ảnh nha, và nội dung không có chữ cá. Anh em có thể thay chữ cá bằng chữ cám, như là cám đông đỏ rất đẹp, cám lộn không được, cám đông đỏ rất tốt, cám tôi bắt rất tốt, như gì đó. Nói chung là không có chữ cá giúp mình, thì cứ 3 hình ảnh hợp nội quy, hợp nội dung là được tặng một cặp cá nè, chơi nha.
cái này rất là dễ lấy hàng, lấy quà tặng từ mình luôn đó. Mỗi anh em thì mình sẽ giới hạn mỗi anh em nhận tối đa 5 cặp cá. Bởi vì sao? Bởi vì một đơn hàng anh em mua một cặp cá là anh em được đánh giá một lần rồi. Nha, còn cái phần là anh em đánh giá như thế nào thì anh em tự tìm hiểu giúp mình. Đó, giới hạn là mỗi người tối đa được tặng 5 cặp cá. Và mỗi lần anh em đánh giá xong đó, anh em chụp màn hình lại cái phần mà anh em đánh giá, gửi cái phần inbox trên Shopee giúp mình. Cứ đủ 3 tấm hình có đánh giá khác nhau, chụp hình ảnh cám đánh giá là sẽ được nhận quà tặng. Rất là dễ nha. Đó, Lutazeni. Nguồn này xanh đẹp. Đây mình sẽ quay tiếp cái nguồn nó đang khuyến mãi trên đó. Nguồn này sẽ được đặt tên là ngày 28 tháng 2 nha. Đây, đây là Lutazeni của đợt trước và đang khuyến mãi combo 100k 2 cặp. Đó thì cái form, cái body nó sẽ nhỏ một xíu và cái phần ánh xanh của nó không đậm bằng, nhưng vẫn rất là đẹp và rất là chuẩn Lutazeni rồi. Đó, nói chung một hàng đẹp thì có hàng khác đẹp hơn. Thì anh em cân nhắc lựa chọn nào hợp mình thì mình mua thôi. Cái hàng Lutazeni mới thì chúng ta sẽ được thêm một cái là sao? Là nó có vây và đuôi. Đó, màu xanh nó tươi hơn. Oh, đây full gold mới về nha. Đó, full gold mới về. Này có gen rebound luôn nha. Đây mình đang quay là toàn bộ đây là trống. Đó, hàng này thì ngày mai là ngày cuối tuần mình sẽ khuyến mãi cho anh em luôn. 80k một cặp hàng đẹp này. Đó, khuyến mãi còn 100k 2 cặp, xin nhắc lại 100k 2 cặp nha, trước mặt chúng ta là trống. Và sẽ trên là phần full gold event của ngày full gold Gen Rebound ngày 28 tháng 2 nha. Full gold Gen Rebound 28 tháng 2 trên Shopee sẽ to là như vậy. Một bữa là 10.000.